Hello, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình trong ngày hôm nay nha. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái phương pháp của mình xử lý trùng trị và làm sạch nó như thế nào mà nó hiệu quả nhất và cũng như là nó tốt nhất trước khi mà các bạn sẽ cho cái của bạn ăn trùng trị. Cái phương pháp này của mình á thì nó rất là đơn giản và cực kỳ dễ làm, mà mình chỉ yêu cầu các bạn một thứ duy nhất để bắt tay vào làm cái phương pháp này. Đó chính là bạn phải mua một cái vợt hớt bo bo. Cái phương pháp này của mình á thì nó không phải là 100% là an toàn tuyệt đối, nhưng từ khi mình sử dụng cái phương pháp này á thì mình chưa có một cái vấn đề nào về cái vụ cá của mình nó chết vì khi ăn trùng trị không có sạch. Tại vì khi mình sử dụng phương pháp này, mình đã lọc hết tất cả những chất dơ và những chất bẩn của nó ra khỏi cái con trùng trị trước khi mình cho ăn. Và bây giờ mình sẽ mời các bạn xem cái đoạn clip mà mình sẽ xử lý trùng trị như thế nào cho nó sạch sẽ và an toàn nha các bạn. Như các bạn đang thấy đây á, thì đây chính là trùng trị mình vừa mới hớt ra từ trong hồ trùng trị của mình. Thì các bạn có thể thấy là những cái cặn bã là thức ăn nè, đồ thừa của nó và cũng như là chất thải của nó, và cũng như là những con trùng trị nó đã bị chết rồi thì nó sẽ bị cuộn lại. Lý do tại sao nó bị cuộn lại? Tại vì trùng trị nó có một cái thói quen, đó là nó sẽ cuốn lại thành một chùm khi nó ở chung với nhau. Thì khi nó cuốn lại như vậy á, những con nó bị chết rồi á thì nó vẫn cuốn luôn cái xác của nó, mà bạn xử lý không kỹ thì con cá của bạn nó sẽ ăn luôn cả những cái vừa con sống vừa con chết và cũng như là những chất thải của nó, thì nó sẽ bị ngộ độc mà chết. Thì cá nó cũng giống như con người mình thôi, mình mà ăn chúng đồ ăn mà chúng ngộ độc thì mình cũng bị chết, chứ nói chỉ là một con cá. Thì do đó khi các bạn mua trùng trị về, các bạn phải nhớ cho mình là phải xử lý thật là kỹ. Nếu mà các bạn xử lý không kỹ á là có thể cá của bạn nó sẽ chết theo bầy chứ không phải chết theo từng con nữa. Và đây chính là cái vợt mà mình để hớt bo bo. Tại sao mình lại dùng cái vợt để hớt bo bo thay vì mình dùng những cái vợt để hớt cá? Cái lý do là tại vì khi bạn dùng vợt để hớt bo bo á thì cái lỗ giữa những ở trong cái vợt này á, thì rất là li ti và nó nhỏ, và nó sẽ không có bị lọt những con trùng trị ra. Nhưng mà khi mà các bạn xử lý nó trùng trị đó thì những cái chất phân chất thải nó sẽ đi xuyên qua cái lỗ đó và nó đi ra ngoài, và cũng như là các bạn có thể tách ra được những cái xác chết, bạn nhìn thấy rõ hơn và nó không bị mất một con trùng trị nào. Và bây giờ thì mình sẽ dùng nó để lọc cho các bạn xem nha. Các bạn xem kỹ cách mình lọc rất là đơn giản. Và bây giờ thì các bạn hãy chú ý kỹ nha, mình sẽ chuẩn bị lọc thì mình sẽ dùng một cái vòi nước. Đây, cái vòi nước thì mình lấy nước máy luôn, mình thần trực tiếp, tại vì trùng trị này sẽ bị cho cá ăn thì mình không cần biết là nó sẽ sống được bao lâu nha các bạn. Thì mình sẽ xịt trực tiếp như vậy, các bạn hãy xịt đều ra. Đó, các bạn xịt đều ra thì những con trùng trị nó đang bám với nhau thì nó sẽ phân tán. Khi mà nó phân tán như vậy á thì những cái chất phân, đồ ăn thừa cũng như là xác chết của những con trùng trị khác á thì nó sẽ bị tách rời ra. Những con nào trùng trị nó còn sống và những cái chất phân thì nó sẽ đi xuống dưới, và những con trùng trị của mình còn sống sót ở lại á thì nó nằm ở trên. Nó sẽ sạch sẽ hơn. Đó, thì các bạn sẽ thấy nó tơi ra liền khi mà các bạn xịt nước như vậy. Thì các bạn sẽ nhìn kỹ nha, nó sẽ không còn bám lại như nữa. Nếu mà các bạn muốn để nó nhanh và gọn hơn thì các bạn làm cho cái lực nước nó sẽ mạnh lên một chút xíu là như vậy đó. Nhưng mà đừng có xịt thẳng trực tiếp vào nó, mà hãy xịt xung quanh để cho nó đảo vòng vòng, đảo vòng vòng, thì lúc đấy nó sẽ tơi hơn. Hãy xịt khoảng chừng 5 đến 10 giây, nếu mà được thì các bạn để 20 giây cũng được, càng lâu càng tốt thôi, không có vấn đề gì hết. Và khi mà các bạn rửa kỹ ra như vực như vậy á thì các bạn sẽ lấy ngón tay các bạn bới thử, nếu mà các bạn thấy những cái xác nào màu trắng á, thì các bạn tách nó ra. Còn nếu mà các bạn không thấy một cái xác trắng nào á thì có nghĩa là trùng trị bạn đã sạch rồi và không còn một tí phân nào á, thì bạn có thể cho cá ăn rồi. Rất là đơn giản thôi các bạn. Thì nếu mà bạn cho cá của bạn ăn á với số lượng ít á thì các bạn chỉ cần lấy một chúng nhỏ thôi. Đó, các bạn thấy không? Nó tơi ra hết luôn mà nó không bị dính tất cả những cái phân nào ra. Các bạn nhớ cho mình nha, khi các bạn lọc sạch như vậy rồi á thì bạn mới có quyền cho bầy cá của bạn ăn. Còn nếu bạn cho những con cá li ti á thì nó sẽ đơn giản hơn nhiều. Thì chỉ cần lấy một ít ra và nhúng ngón tay vào và nhúng ngón tay vô cái hồ cá của bạn là được. Còn nếu bạn cho nguyên một nhúng lớn á thì nó sẽ dễ dàng hơn. Đó. Đó, các bạn thấy không? Rất là sạch sẽ. Đó, đây là cái rêu nha các bạn. Nhớ kỹ cho mình là cái rêu thôi, chứ không phải là xác con trùng trị. Đó, nó sạch hết, hầu hết là tất cả. Đã rửa sạch sẽ tất cả những cái chất dơ, chất bẩn của con trùng trị và như lọc sạch hết tất cả những cái đồ thừa đồ thải của nó,
thì bây giờ mình sẽ cho cá của mình ăn những con trùng trị này. Bên tay của mình đây chính là một bầy cá mà mình sẽ chuẩn bị cho nó ăn trùng trị mà mình vừa mới lọc xong. Thì như các bạn đã thấy trong bầy cá này rồng fancy, cá koi đều ở trong đây hết. Bây giờ mình sẽ cho nó ăn nhé các bạn. Đây đó. Đó, các bạn thấy không, những con trùng trị mà khi mà nó được đá với tơi ra thì nó sẽ tách rời ra, cá ăn rất là thoải mái và tự nhiên và nó không bị mắc nghẹn, và các bạn sẽ không thấy một cái chất bẩn gì nó ra từ con trùng trị hết đó. Nếu mà các bạn cho thẳng trùng trị mà không qua xử lý thì các bạn sẽ thấy liền khi mà các bạn thả trùng trị xuống lập tức sẽ có những cái chất động bẩn nó sẽ bung ra từ con trùng trị đó. Đây còn vài con còn sót lại đây. Rất là nhiều trong bầy cá này. Thì các bạn hãy nhớ nha, nếu mà bạn nào mà muốn mua những con cá này với giá rẻ thì các bạn cứ việc liên lạc với mình, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đến một cái địa chỉ ở bên quận Gò Vấp, nó rất là gần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog hôm nay của mình nha. Nếu các bạn nào có những thắc mắc cũng như là những câu hỏi dành cho mình á, thì các bạn cứ việc comment ở dưới cũng như là nhắn tin gửi qua bên Facebook hay là fanpage của mình, thì mình sẽ trả lời một cách sớm nhất mình có thể. Ngoài ra các bạn hãy nhớ bấm like, subscribe channel của mình để theo dõi những video mới nhất và hay hơn nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp các bạn trong một vlog mới nhất.